FC xin mến chào quý vị khán giả, rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính. Kính thưa quý vị và các bạn, theo các nhà khí tượng học địa phương, lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh là do lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua gây ra và khu vực này sẽ tiếp tục khó khăn giữa các cơn bão, giữa lúc cơn bão Kanun tấn công Nhật Bản với gió và mưa. Ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, lượng mưa 744,8 mm đã trút xuống thủ đô Trung Quốc do tàn dư của bão Dosuji. Theo cơ quan khí tượng Bắc Kinh, đây là trận mưa lớn nhất trong nhiều ngày liên tiếp kể từ khi có ghi chép thời tiết từ năm 1883. Trong khi đó, bão Kanun có sức gió 220 km/h, tương đương với bão cấp 4 Đại Tây Dương, khi nó đi qua quần đảo Okinawa phía tây nam Nhật Bản vào sáng sớm ngày 2 tháng 8. Công ty điện lực Okinawa cho biết khoảng 700.000 cư dân đã được chính quyền tỉnh yêu cầu sơ tán khỏi nhà và gió mạnh đã làm đứt đường dây điện, khiến hơn 200.000 hộ dân gia đình không có điện vào sáng ngày 2 tháng 8. Gió lớn tấn công các đường dây điện ở Okinawa, điểm đến du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, làm mất điện cho hơn 200.000 hộ gia đình. Khi cơn bão Kanun mạnh và di chuyển chậm gần các đảo phía tây nam của đất nước này. Theo Reuters, ngày 2 tháng 8 đã có một người chết và 11 người bị thương vì bão. Theo cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn, một người đàn ông đã bị mắc kẹt dưới một nhà để xe bị sập. Phương tiện truyền thông cho biết, tim ông ngừng đập và đã qua đời khi không có người tới trợ giúp. Cảnh quay trên TV cho thấy, gió lớn đã lật đổ nhiều ô tô ở một số bãi đậu xe. Mưa trút xuống những con đường vắng khi cây cối đung đưa và gió tạo nên những con sóng trên con phố ngập nước. Theo GMA, một số địa phương ở Okinawa đã ghi nhận gió giật gần 200 km/h vào khoảng ngày 2 tháng 8 và có lượng mưa hơn 250 mm trong 24 giờ qua. Công ty điện lực địa phương Okinawa Electric Power cho biết khoảng 210.000 hộ gia đình, tương đương 34% tổng số ngôi nhà đã bị mất điện vào lúc 1 giờ chiều giờ Nhật Bản. Kyushu Electric Power cho biết nguồn cung cấp điện cho 10.030 ngôi nhà ở đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima phía bắc Okinawa đã bị cắt. Các nhà khai thác di động SoftBank, Coop và KDDI cho biết kết nối điện thoại và Internet ở một số khu vực ở Okinawa đã bị gián đoạn do mất điện tại thành phố Donaha của Okinawa. Sân bay đã đóng cửa hoàn toàn trong ngày 2 tháng 8. Tổng cộng 951 chuyến bay đã bị hủy vào ngày 1 và 2 tháng 8, trong khi 35 chuyến phà tạm dừng hoạt động. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết các công ty chuyển phát nhanh lớn Yamato Holding và Sagawa Express đã tạm dừng tất cả các hoạt động chuyển phát bưu kiện đến Okinawa từ các khu vực khác ở Nhật Bản do sự gián đoạn vận chuyển. Văn phòng chính quyền tỉnh bưu điện của Japan Post, siêu thị Sana và cửa hàng tạp hóa và thuốc của Aeon ở Okinawa đã đóng cửa vào ngày 2 tháng 8. Cơn bão đã ập vào mùa cao điểm du lịch hè giữa lúc lượng du khách quay trở lại mức trước đại dịch. Okinawa thường xuyên bị bão tấn công nhưng thường là vào cuối năm. GMA dự đoán cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây qua biển Hoa Đông đến các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc và phía Bắc Đài Loan Trung Quốc vào ngày 4 tháng 8. Nhưng sau đó chuyển hướng theo hướng Đông Bắc, có khả năng hướng đến hòn đảo lớn thứ ba của Nhật Bản, Kyushu. Bão Kanun xuất hiện chỉ vài ngày sau khi khu vực này hứng chịu cơn bão Dosuji đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc trong một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong một thập kỷ và gây thiệt hại cho sản xuất lúa gạo ở Philippines. Mắt bão Kanun được dự báo sẽ tiếp tục hoạt động ở biển Hoa Đông trong 48 giờ tới, có khả năng sẽ hướng về phía bắc quần đảo Ryukyu của Nhật Bản vào cuối tuần và tránh va chạm trực tiếp vào bờ biển phía đông của Trung Quốc, nơi đã bị tàn dư của Dosuji nhấn chìm. Trong khi Kanun di chuyển chậm đang dần suy yếu, nó vẫn có khả năng mang lại lượng mưa lớn và gió giật mạnh ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc và dọc theo bờ biển gần Thượng Hải trong vài ngày tới. Ảnh hưởng của Kanun xảy ra ngay sau trận bão Dosuji khiến lũ tràn vào vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, cuốn trôi ô tô và phá hủy một cây cầu. Nhật báo Bắc Kinh đưa tin số người tử vong ở Bắc Kinh đã lên tới 12 người và 12 người khác vẫn mất tích. Hơn 127.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. CCTV cho biết 9 trường hợp tử vong cũng được báo cáo ở tỉnh Hà Bắc
ở gần thủ đô. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa ở Hà Bắc đã phá kỷ lục tại 10 trạm thời tiết theo một kết luận chung đưa ra sau cuộc họp nhận định về tình hình rủi ro thiên tai quốc gia trong tháng 8. Giữa nhiều bộ ngành, Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong tháng 8, nhiều nơi ở miền Bắc và miền Nam nước này đối mặt với nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt tương đối cao. Theo đó, sẽ có 2-3 cơn bão hoặc đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến Trung Quốc. Các khu vực phía Bắc sông Dương Tử có thể phải chịu nhiệt độ cao về hạn hán và phần lớn. Và một phần các tỉnh Phúc Kiến, Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất. Trong khi một số khu vực phía Tây Nam nước này và khu tự trị Tân Cương ở phía Tây Bắc có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Về lũ lụt, các khu vực từ Đông Bắc tới Tây Nam Trung Quốc đều sẽ có lượng mưa trên mức trung bình với nguy cơ xảy ra thiên tai như lũ quét, ngập úng, gió lốc và mưa đá. Thượng nguồn sông Dương Tử, hồ Phàn Dương, thượng nguồn sông Hoàng Hà và sông Tùng Hoa có thể xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Về nguy cơ bão, sẽ có từ 4-6 cơn bão ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông, gần bằng hoặc ít hơn dự kiến vào thời điểm này trong năm. Trong đó, 2-3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến Trung Quốc. Dự báo các cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc, chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Đông và Nam Trung Quốc. Ngoài ra, sẽ có 4 đợt nắng nóng tấn công vào khu vực phía Nam miền Bắc, Trung và Bắc miền Đông, Trung và Bắc miền Trung và phía Đông khu vực Tây Nam Trung Quốc vào tháng 8. Phía Bắc khu vực miền Nam sông Dương Tử sẽ có ít mưa hơn và đối mặt với nhiệt độ cao và nguy cơ hạn hán. Các nhà chức trách cũng lưu ý Trung Quốc đang phải đối mặt với mức tiêu thụ điện cao điểm vào mùa hè với nhiều kỷ lục đã được xác lập về công suất và nhu cầu sử dụng. Các nhận định trên được đưa ra sau khi nước này chính thức bước vào thời điểm cảnh giới 24 giờ trước bão Khanun theo dự báo mới nhất. Cơn bão này sẽ vào gần bờ vùng biển phía nam tỉnh Chiết Giang vào sáng ngày 4 tháng 8. Trước đó, do ảnh hưởng của bão Khanun, khu vực miền Bắc Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn lịch sử. Trong đó, Bắc Kinh đã phải chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm. Tỉnh Hà Bắc vẫn đang tập trung cứu trợ thành phố Trắc Châu bị ngập sâu trong nước. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Khanun đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Gió lớn đã bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thống điện ở Okinawa, khiến 218.260 hộ gia đình, tương đương 34% tổng số hộ kết nối với lưới điện, rơi vào cảnh mất điện lúc 9 giờ sáng nay giờ Nhật Bản. Tại Naha, thủ phủ của Okinawa, sân bay đã tiếp tục đóng cửa hoàn toàn trong ngày 2 tháng 8. Hơn 400 chuyến bay đã bị hủy vào buổi sáng với ít nhất 65.000 hành khách bị ảnh hưởng. Theo đài truyền hình NHK, tổng cộng 951 chuyến bay đã bị hủy vào thứ Ba và thứ Tư, trong khi 35 tuyến phà tạm dừng hoạt động. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết đến hôm nay đã có một người chết và 11 người bị thương. Theo cơ quan chức năng, một người đàn ông đã bị vùi lấp dưới nhà xe và bị sập qua đời ngay sau đó. Bão Khanun ập vào mùa cao điểm du lịch hè, khi Nhật Bản đang ghi nhận lượng khách tăng trở lại tương đương mức trước đại dịch. Khu vực Okinawa thường xuyên bị bão tấn công, nhưng thường là muộn. Đường đi của bão Khanun không thể đoán trước. Một số nhà khí tượng học cho biết bão có thể ảnh hưởng đến miền Đông Trung Quốc vào cuối tuần này. Trong khi đài truyền hình công cộng NHK nhận định bão có thể chuyển hướng về phía đông, có khả năng ảnh hưởng đến các đảo chính của Nhật Bản. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hầu hết các tuyến phố ở Naha đều vắng vẻ khi mưa chút xuống. Đài truyền hình NHK cho biết lượng mưa ít nhất 180mm sẽ đổ xuống vào trưa thứ Tư. Okinawa là nơi tập trung phần lớn lực lượng Mỹ tại Nhật Bản và căn cứ không quân Kadena, một trong những cơ sở lớn nhất, đã cảnh báo các nhân viên nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.